Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Ở đâu xe lằng nhằng, xe khù khoằm, ở đâu có những chiếc xe sang đời cổ, đời tống thì ở đó có Vũ Duy Ô Tô. Hôm nay thì em Vũ Duy Ô Tô muốn review cho quý vị các bạn một chiếc xe nhập Nhật, sản xuất năm 1995, rất là đẹp luôn nhá. Một chiếc xe sedan 5 chỗ ngồi, 2 đầu. Vâng, rộng rãi, thoải mái. Và con này thì đăng kiểm còn rất dài, đến tháng 4 năm 2022. Sử dụng khối động cơ 2.0, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là 8 lít. Nhưng mà tuy nhiên thì quý vị các bạn có thể để ý, đây là một dòng xe sang. Vâng, một dòng xe sang đến từ thương hiệu Nhật Bản. Một chiếc xe dáng rất là trường, 4 quả lốp bị dày, la răng đúc thể thao, nội thất ghế da cao cấp, điều hòa mát lạnh. Và thưa quý vị các bạn, con xe này là một chiếc xe phải nói là màu sơn cũng khá là độc như các bác nhá. Vâng, một chiếc xe Nhật Bản luôn, sản xuất năm 1995, đến bây giờ thì nó cũng đã được nhiều năm tuổi rồi. Thế nhưng mà về chất xe thì vẫn còn rất là ok. Nói chung là máy ngọt côn nhẹ nhàng. Đấy, có cái lái thì hơi kém một chút. Thì lái là bơm dầu trợ lái em cũng chưa sửa thôi. Cái này thì đơn giản thôi, không có vấn đề gì. Vâng, Nissan Bluebird bản SSS là bản cao cấp nhất của dòng Bluebird. Vâng. Các bác nào mà có tuổi đấy, các bác nhìn thì các bác biết ngay cái xe này hồi xưa nó giá trị là bao nhiêu miếng đất thì các bác có thể biết. Vâng. Một chiếc xe đẳng cấp mà giá thì có vài chục ạ. Vâng. Thực sự là chỉ có vài chục các bác sở hữu ngay con xe này rồi. Vâng, rẻ như một con xe Airblade. Thế nhưng mà đấy, các bác nhìn này, vô lăng 4 chấu đấy, đầy đủ nhá. Logo Nissan rực rỡ luôn. Điều hòa này. Rồi ghế này, đây các bác nhìn ghế của nó này. Ghế da này, sờ rất là mịn mà mềm luôn nhá. Ghế da sờ rất là mềm. Có mỗi cái chỗ này là dùng lâu nó bị nổ một tí thôi. Ở đấy ghế da sờ nó rất là mềm luôn. Đấy, một chiếc xe hàng cao cấp. Trần này các bác nhìn này, trần nỉ này, cực đẹp luôn nhá. Trần nỉ của xe cực kỳ đẹp này. Đấy. Kính thì điện là 4 cánh nhưng mà bây giờ là người ta đã sử dụng thì chỉ có từng cánh một thôi, có nghĩa là mình bấm nâng hạ từng cánh một các bác nhá. Đấy, nẹp chrome này. Keo chỉ thì zin. Con này keo chỉ zin luôn, các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ rất là đều luôn nhá. Vâng. Cửa đóng then cài chắc chắn luôn. Đấy các bác nhìn. Tappy sạch sẽ, kính điện lên xuống bình thường hết. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, lên xuống bình thường hết các bác nhá. Tất cả các chức năng của xe đều hoạt động bình thường. Đấy, keo chỉ bản lề thì cũng đã theo năm tháng nhưng mà đây chỉ zin đây này. Đây này, đây này, đây đấy, em quay kỹ cho các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, chỉ zin còn nguyên đây này. Đấy. Và cốp đằng sau. À. Em mở cốp đằng sau cho các bác để các bác cùng xem nhá. Một chiếc Nissan Bluebird bản SSS. Vâng. Hôm nay thời tiết bắt đầu là lạnh lạnh rồi. Sở hữu một chiếc xe rẻ như xe máy mà đi lại cho cả gia đình quá ok. Đấy, sàn này. Và các bác có thể để ý là nó cũng đã theo 5 tháng rồi. Thì đấy, các bác xem ạ. Vâng. Một chiếc xe rất là nét. Đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô. Keo chỉ đây. Cũng theo 5 tháng thời gian đấy các bác nhá. Vâng, không bảo là đẹp như xe mới đâu. Nhưng mà như thế này thì cũng rất là ok rồi. Đấy. Cốp đóng phát thì chết chắc nịch luôn. Sợ phải nói con này quá ok. Đấy, lớp sơn xi đồng đều. Đèn hậu rồi các bác để ý nhá, đèn hậu bóng rất là sáng, bóng trong luôn. Đấy, đã theo 5 tháng rồi, bóng đèn zin. Xe thì bao cam kết cho bác không đâm đụng, không ngập nước nhá. Máy số vẫn còn mượt mà, chạy ok. Vâng. Lốp thì con này thì chơi 4 quả lốp của Trung Quốc thôi, lốp Jinju. Và cái dòng này thì nó sử dụng là lốp 2019. Đấy, lốp rất dày luôn các bác ạ. À. Lốp dày khự luôn. Cua lốp thì theo 5 tháng rồi. À. Đấy, cua lốp thì theo 5 tháng rồi nhá. Và phần nội thất bên trong. Đấy, nội thất này. Sáng láng à, rộng rãi. Dòng này là dòng sedan phân khúc hạng D rồi. Thế nên là cái khoảng không gian để chân ấy, rất rộng luôn các bác ạ. Vâng, nó không bị gò bó như là những dòng xe hatchback hay là những dòng xe sedan cỡ nhỏ. Và đây là một chiếc sedan cỡ lớn. Vâng. Bên trong này thì các bác có thể để ý cùng em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, vô lăng này. Gạt mưa, gạt kính thì đầy đủ nhá. Khóa điện đây. À. Đấy, gạt mưa hoạt động bình thường. Đấy, điều hòa.
chỉnh cơ. Cái này thì ta để nổ chiếc xe lên rồi các bác sĩ Hâm. Đấy, đồng hồ 38 vạn này. Đấy, đề phát lên ngay các bác ạ. Máy rất là êm. Và đề cái là lên luôn. Còi nè. Còi to. Điều hòa mát. Đấy, nhạc nhẽo đầy đủ. Em sẽ bật nhạc cho các bác cùng nghe nhá. Cắm nhạc, thoát nhạc ra phát là xong. Sao nào? Nó có nhạc USB. Chưa thấy chạy. Cái này điều chỉnh âm. Tí nữa em sẽ... Đấy, đấy, lên rồi đấy. À, cái nhạc này nó vào hơi bị chậm một chút. Vâng. Đấy, nhạc ấy. Vâng. Đấy. Các bác có thể nghe tiếng nhạc rất là sôi động luôn á. Bát chét đập đâu rồi đấy. Đấy, bát chét đập đâu rồi đấy luôn. Vâng, ta sẽ cùng đi ra khoang máy để cùng kiểm tra chiếc xe này như thế nào. Đây các bác nhìn nào. Đó, cái phần sườn đây. Rồi tappy này. Con này thì được cái là đẹp. Nói chung là đẹp. Được. À, quay gầm cho các bác luôn nhá. À, các bác nhìn gầm này. Đấy, theo năm tháng rồi. Đấy, nhưng mà thế này là ok. Vâng. Xe vài chục thì thế này là ok rồi. Gầm vẫn còn sạch. Đấy. Còn cái chỗ trên này nó một chút thôi. Không có gì nữa nhá các bác nhá. Vâng. Đấy, chủ yếu em quay cái quả khoang máy này cho các bác xem. Đấy. Con này thì sử dụng động cơ cam kép 16 van. Đấy. Máy Nissan. Máy 2.0 nha các bác nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng vô 7 lít. Đấy, và các bác em sẽ mở lắp dàn quà ra để cho các bác xem là có hơi thừa hay không. Con này thì thưa các bác là không hề có hơi thừa luôn. Đấy, các bác nhìn chưa? Và không hề có hơi thừa. Máy khá là êm, nhưng mà cái tua máy này nó cao do là đang chạy điều hòa các bác nhá. Đấy, dòng này thì máy nó rất là bền. Đấy, máy bền mỉ luôn ạ. Vâng. Máy chạy khỏe, chắc chắn. Đấy. Ắc quy dòng 55. À, có cái phần sườn đây các bác nhìn này. Đấy, phần sườn đầu này. Đẹp căng luôn. Phần đèn đóm đầy đủ. Đấy, tai đèn đây. Các bác nhìn tai đèn này ạ. Úp sườn này. Bật cái đèn pha. Vâng, đấy các bác nhìn nhá. Vâng, tai đèn úp sườn đây đều. Không có lỗi luôn. Một chiếc Nissan SS bản Bluebird bản SS. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy, đèn đóm đầy đủ luôn. Rất là sáng. À, oh. Đấy. Chất xe thì cứng, không phải nghi ngại gì luôn. Máy số khô đét. Đấy các bác nhìn này, máy rất khô luôn nhá. Không lỗi lầm. Rồi. Bây giờ thì em sẽ nhờ cô em tiến lùi cho các bác để các bác cùng xem. Đấy. Xe chạy rất chắc chắn luôn. Đấy. Lùi phát ngon ngay. Đấy. Và cái loại này thì nó khả năng trôi rất là nhanh. Đấy. Xe chạy rất là chất luôn các bác nhá. Vâng, không hề lỗi lầm gì luôn. Đấy, và bác nào mà thích cái chiếc xe Nissan Bluebird bản SSS cao cấp này với nội thất da siêu cao cấp. Đấy, gầm bệ chắc chắn thì hãy alo ngay cho em Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869 158926 cho các bác nhá. Vâng, riêng con này thì vòng cua của nó chỉ cần một vòng cái là qua đây rồi. Thế nhưng mà mình đi cho nó an toàn, làm quả hai đỏ cho nó chắc chắn thôi. Chứ còn nếu mà cua thì thừa sức một vòng. Đấy, xe rất là chắc và form dáng, kiểu dáng của xe thì ok luôn. Con này thì em bán giá rất là mềm rồi. Nên là bác nào yêu thì hãy alo ngay cho em Uzi Auto qua số điện thoại em đã đặt trên màn hình. Vâng, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bây giờ thì em sẽ lên chiếc xe này, ngồi để cùng trải nghiệm cái con này, đi cho nó sung sướng cuộc đời. Đấy, điều hòa mát lạnh, nội thất tươi mới. Gầm bệ thì chắc chắn, máy số thì ngon. Nói chung là cũng có một số chấm phẩy một chút, cái đấy thì không vấn đề gì. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác.